người. Konnichiwa, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Kho Rượu với series review các nhà hàng Nhật Bản. Hôm nay thì Phương có hẹn với nhà hàng Seo Sushi, là một nhà hàng Nhật Bản tại cơ sở thứ 2, số 67 Hoàng Cầu. Nghe nói đây là một nhà hàng có view đẹp nức lòng người hâm mộ. Vậy thì hãy cùng theo chân Phương khám phá xem điểm đặc biệt ở nhà hàng Seo Sushi này nhé. Let's go! Wow! Mình đi 3 người. Mời chị lên thang máy tầng 6 nhé. Ok, mình cảm ơn nha. Okay. Ở đây thì các bạn nhân viên, các bạn thì có hướng dẫn cho Phương là mình sẽ dùng ở trên tầng 6. Ở đây thì Phương thấy là dưới tầng 1 thì chúng ta sẽ là quầy thu ngân. Và sẽ có một cái phần chờ để trong lúc mà chúng ta đợi thanh toán ấy, thì mọi người có thể là ngồi nghỉ chân. Và bạn ý hướng dẫn cho Phương là Phương sẽ dùng bữa ở trên tầng 6. Ở đây thì chúng ta cũng có thể là dùng bữa ở trên tầng 5 và tầng 6 là hai sàn, chúng ta có thể dùng luôn nhà hàng của nhà hàng. Tại sao lại dùng là tầng 6? Bởi vì là ở trên khu vực tầng 7 là nhà bếp, và từ tầng 7 xuống tầng 6 thì mình sẽ có thể là sử dụng đồ ăn nhanh hơn, nên là các bạn ấy recommend cho Phương là lên tầng 6. Đáng yêu. Ok. Xin chào. Mình đi bao nhiêu người ạ? Mình đi 3 người. Mình ngồi bao nhiêu? Cái này giúp em. Ok. Mà Phương bước vào không gian ở trên tầng 6 thì nhận thấy một điều ở đây là các bạn ý sử dụng cái tông màu vàng rất là ấm, phù hợp với không gian khi mà chúng ta đi với cả gia đình này, đi với cả một nhóm bạn bè hoặc là đi ăn với cả đồng nghiệp. Đó, ở đây thì các bạn ấy dùng những cái decor và những cái bức tranh mang những cái phong cách họa tiết của Nhật Bản khá là cổ điển. Đây mọi người có thể nhìn. Và với những cái mái vòm này được thiết kế này khá là tinh tế, giản dị và mang gọi là cái màu sắc của Nhật Bản xưa. Đó. Và thêm một điều nữa nha, Phương sẽ bật mí với mọi người, đó là như lúc vừa đến vào thì Phương có nói là ở đây có một cái view nức lòng người hâm mộ. Ôi trời. Đây. Theo chân Phương nhá. Chuẩn bị chưa? 1 2 3. Trời ơi. Đây. Ok. Trời ơi. Hà Nội xịt của tôi đây rồi. Quá đẹp. Mùa thu Hà Nội ăn sushi, ngắm con tàu cao tốc trên cao. Trời ơi, thì phải gọi là nức lòng người hâm mộ đúng không mọi người? Rất là tuyệt vời. Ôi, cảm giác như là khi mà mình đứng ở ban công ở ngoài này ấy, thì có thể là ngắm trọn view nguyên cả cái khu vực. Đây là khu vực Đống Đa luôn á. Đẹp quá. Thật sự luôn, view điểm 10. Điểm 10 nhá mọi người. Điểm 10 chất lượng cho con view này. Ok, còn bây giờ thì hãy theo chân Phương vào khám phá menu của nhà hàng Seo Sushi này nhá. Let's go. Ôi mọi người ơi, lần đầu tiên Phương thấy một quyển menu đồ ăn Nhật Bản mà nó dày như này. Nó dày hơn cả cái quyển sách giáo khoa luôn á. Ok, để xem ở trong đây sẽ có những món gì nhá. Salad, menu salad, sashimi, sushi. Ôi cực kỳ nhiều luôn mọi người ạ. Ở đây sẽ có cả các cái set cho mình lựa chọn đây này. Có cả đồ nướng luôn. Có cả bistec luôn này mọi người. Tôm hùm luôn nha. Menu khá là hấp dẫn đấy. Nhưng mà với cái số lượng món ăn nhiều này thì chắc là Phương nghĩ là sẽ cần phải nhờ bạn nhân viên bạn ấy tư vấn cho Phương xem món nào Phương nên thử trong ngày hôm nay. Cho em hỏi một chút là mình muốn sử dụng đồ sống hay đồ chín ạ? Bạn cứ tư vấn cho mình những cái món best seller bên mình cần thử. Vâng, thế mình có thể thử sashimi. Bên best seller sẽ là cá hồi, sashimi cá hồi và cá trích. Mình có thể tham khảo một chút. Có size nhỏ là 3 miếng ạ, size nhỡ là 6 miếng ạ. Cá hồi thì có size 21 miếng ạ. Ok, thế thì cho mình một gỏi cá hồi này và một gỏi cá trích ép trứng đi. Vâng, rồi. Thế mình có thể thử bên khá là nổi một chút ạ. Món bò. Okay. Mình có thể thử bò Fuji nướng đá. Cái này sẽ được nướng trực tiếp. Mình có thể nướng trực tiếp và thử trải nghiệm trên luôn. Mặt đá luôn. Vâng. Ok, cho mình một set bò Fuji nướng đá. Vâng, vâng, rồi. Sau nếu như mình muốn ăn để gọi là no bụng ấy, mình có thể thử set cơm lươn. Món chính hẳn nữa đúng không? Vâng. Món chính sẽ là set cơm lươn. Set cơm lươn Nhật.
Okay. Set cơm lươn này sẽ có một âu cơm lươn, salad, trứng hấp, có lá rong biển và súp đi kèm. Nó sẽ là bao gồm cả salad này. Vâng. Một set cơm và sẽ còn một bát súp đúng không? Súp bên mình là súp gì ta? Súp miso. Súp miso luôn à? Ok, thì cho mình một set cơm lươn Nhật đi. Vâng rồi. Bình thường nếu mà mình gọi, bình thường mình đi các nhà hàng trước là nó sẽ gọi riêng. Vâng. Còn bên mình nó là có nguyên một set luôn. Vâng. Combo hợp lý. Một set luôn ạ. Ok. Mình có muốn em tư vấn nước luôn không ạ? Có, tư vấn luôn nước cho mình nhá. Mình đi ba người thì mình có thể gọi bình nhỉ? Bình dùng chung ạ. Bên của ba loại bình luôn. Bình trà hạt chia, bình hồng trà, bình trà sâm nứa. Hồng trà thì sợ nó sẽ thiên về cam chanh. Hạt chia thì thanh thanh một chút. Có thể thử một trong hai. Ok, hôm nay khá là mát trời mà lại còn mưa nữa thì cho mình một bình hồng trà đi. Bình này 1,8 lít luôn á hả? Vâng. Ok. Cho đồ giúp mình nhá. Em chắc là order của mình một chút nhá. Của mình sẽ có một sashimi cá hồi 6 miếng ạ. Cá trích 6 miếng ạ. Một bò Fuji nướng đá, một set cơm lươn, một bình hồng trà. Em cảm ơn. Ok. Ngày hôm nay khi mà đến với nhà hàng Siêu Sushi thì Phương có mang theo một set sake. Đó là chai Tokyo Wazo. Và bây giờ thì Phương sẽ nhờ bạn nhân viên có thể là hâm nóng giúp Phương nhá. Và lý do tại sao mà Phương nhờ bạn ý hâm nóng thì chút nữa Phương sẽ bật mí nha. Ok. Bạn giúp mình hâm nóng nhá. Chiết cho em nhiều một chút ạ. Bởi vì ở bên em có quy định thì mình sẽ phải mang chiều ngoài thì sẽ phải tính phí ạ. Ok. Cái này thì phí chiều của đường 3 sẽ là 100.000 một lít. Đường Tây sẽ là 200.000 một lít. Em xem một chút thì của mình sẽ là chai này 720ml. Thông thường sẽ là 150.000. Của rượu của mình là rượu Nhật ạ. Ok. Mình cần hâm nóng đúng không ạ? Đúng rồi, hâm nóng cho mình nhá. Cho em gửi sashimi. Hai suất sashimi bên để chung vào một đĩa nhá. Thôi mình sẽ ăn cùng với lại cơm luôn. Ồ. Cái salad thì kiểu. Salad thì kiểu là hương Việt. Ok. Chút nữa khi nào mà mình dùng cái này thì wow, các bạn nhân viên đã lên hết đồ ăn cho Phương rồi. Hôm nay thì Phương gọi có sashimi, cá hồi, cá trích, ép trứng này. Theo đó là một suất cơm lươn. Trong set cơm lươn này cực kỳ nhiều mọi người. Nó sẽ có 1/2 con lươn này, có trứng thái sợi này, có một đĩa salad này, một bát trứng hấp này, và thêm một bát súp miso nữa. Kèm theo đó là các bạn đã cho thêm cả một hộp lá rong biển để mình có thể là ăn cuộn cùng với cả cơm hoặc là cùng với cả sashimi. Và món tiếp theo nữa đó là bò Fuji nướng đá. Trong bò Fuji nướng đá này thì mình có khoai tây này, bổ miếng này, có bò này, có cần tây và có lá mùi xoăn. Cái mùi xoăn này thì mọi người ăn cũng được nhưng mà nó sẽ hơi bị đắng. Nhưng mà Phương nghĩ là mọi người không nên ăn và để trang trí thì nó sẽ đẹp hơn thôi. Ok, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng thưởng thức món ăn ngày hôm nay thôi nào. Bình thường á thì là chúng ta sẽ ăn món salad đầu tiên đúng không? Nên là bây giờ thì Phương sẽ thử món salad đầu tiên nhá. Salad này thì nó thuộc kèm cái set cơm lươn. Nhưng mà khi mà đi ăn ý, thì đúng là món khai vị đầu tiên chúng ta thường là chúng ta sẽ thưởng thức salad. Nên Phương sẽ thưởng thức salad đầu tiên. Món salad này thì nó bao gồm có rau mầm này, dưa chuột, bắp cải, cải tím, cà rốt. Ok, sẽ thử nhá. Rau mầm hơi đắng mọi người ạ. Chắc là do cái rau mầm này nó vẫn còn hơi bị xanh ý. Đây, mình thấy cái cọng nó hơi ngắn. Bình thường nếu rau mầm nó dài hơn một chút, ý là cái cọng mà nó dài hơn một chút Phương hay ăn ý, thì nó sẽ ngọt ngọt hơn. Nhưng mà rau mầm này thì hôm nay nó hơi ngắn. Chắc là nó vẫn còn non, nó hơi đắng một chút. Nhưng mà thật sự thì rau mầm nó luôn luôn là một cái món ăn rất là healthy ấy mọi người, đúng không? Thế là dù có đắng hay là như thế nào thì nó vẫn rất là tốt cho sức khỏe mọi người. Salad này ok, được, ổn. Mình sẽ chuyển sang món tiếp theo, đó là món sashimi nhá. Sashimi hôm nay thì sẽ có cá hồi này, cá trích ép trứng. Cá trích ép trứng thì có 6 miếng. Mình sẽ thử cá hồi trước nha. Cá hồi thịt tươi đấy, gừng đỏ, sashimi, wasabi. Trời ơi,
wasabi. Oops. Ok, và nước tương đâu ta? Đúng rồi. Không thể quên nước tương được đúng không? Thử miếng sashimi cá hồi đầu tiên thôi. Hồi khá là mềm, thịt tươi. Nhưng mà Phương thích cái miếng cá hồi mà nó dày thịt hơn một chút. Phương thích cái miếng cá hồi nó dày thịt hơn một chút. Cái này cảm giác như là miếng nó hơi nhỏ, nhưng mà Phương nghĩ là với sở thích của nhiều người thì các bạn sẽ thích cái miếng như thế này hơn. Còn với Phương thì Phương thích cái miếng sẽ dày mình hơn một chút, nên cảm giác khi mà ăn thì nó sẽ kiểu ngập mồm á, cảm giác như cắn nó sẽ sướng, nó sẽ đã cái mồm mình hơn ấy. Cá hồi này Phương chấm 9 điểm nhá. Nếu như nhà hàng mà thái miếng dày hơn với Phương một chút thì Phương sẽ chấm 10 điểm. Ok, bây giờ thì các bạn đã hâm nóng xong giúp Phương chai Tokyo Wajo này rồi, Phương sẽ trả lời các bạn là tại sao vừa nhờ các bạn hâm nóng. Đúng không? Bởi vì là gì? Sake thì chúng ta sẽ có, thường là sẽ có 3 cách uống đúng không? Phương hay giới thiệu cho những cái buổi trước á, là chúng ta có thể uống lạnh này, uống nóng này, hoặc là uống ở nhiệt độ phòng. Nhưng mà hôm nay thì sao, Hà Nội đã bắt đầu sang thu rồi mọi người ơi. Khi mà đi ra ngoài đường ấy thì mọi người sẽ thấy là nó bắt đầu nó hơi se lạnh, và đặc biệt là hôm nay lại còn trời mưa nữa, nên là cực kỳ thích hợp nếu như chúng ta có sake và chúng ta hâm nóng nó lên ở nhiệt độ tầm khoảng 35 cho đến tầm 45 độ C thì uống rất là hợp lý. Chắc phải nhờ bạn cameraman để quay cận để Phương sẽ cho mọi người thấy được là cái màu. Mọi người thấy không? Nhìn cái chai Wayo nó ngả màu vàng rơm. Ngửi nha. Chai này về hương thơm thì nó sẽ nhẹ nhẹ, nó sẽ khá là nhẹ chứ nó không bị nồng nha mọi người. Nó không nồng. Và nếu như mọi người tinh tế một chút ấy, thì mọi người có thể ngửi thấy được cái mùi của hương hoa thoang thoảng, và Phương đoán đây là hương hoa anh đào. Này, mọi người thấy không? Trên chai, đây là hoa anh đào. Và là một cái điểm đặc biệt của xứ sở Tokyo. Đúng không? Vào mùa thu thì có hoa anh đào ở Tokyo. Còn Việt Nam thì có mùa thu Hà Nội, có Quỳnh Phương và có chai Wayo tại đây. Cũng rất hợp lý đúng không? Okay, còn bây giờ thì Phương sẽ thử ly Wayo này nha. Và Phương sẽ nói cho mọi người xem cảm nhận của Phương về cái ly Wayo này nó như thế nào. Sự luôn, mùa thu Hà Nội mà chúng ta ngồi bên một bàn đồ ăn Nhật này, nhâm nhi cùng bạn bè, hoặc là nhâm nhi cùng với cả những người mình yêu thương, với một chai sake Tokyo Wayo này thì đúng là best của best luôn. Cái chai này khi mà Phương thưởng thức vào á, thì mọi người có thể cảm nhận được là cái vị cay rất là đặc trưng. Vị cay đặc trưng, và chai Wayo này thì nó sẽ có cái đặc trưng ngoài cay, nó còn sẽ có hơi khô một chút. Nhưng mà đặc biệt nha, cay khô đặc biệt nó lại dậy lên cái hương thơm rất là thanh nhẹ, và cái ly này đặc biệt nó rất là ngọt nhá, cay khô nhưng nó lại cực kỳ ngọt. Và cái chai này thì khi mà Phương xem ở trên đây thông tin chai này thì độ mài sát gạo của nó là 40% và nó giữ lại 60% hạt gạo. Nó sẽ thuộc dòng Junmai Jinzo ấy mọi người, Junmai Jinzo nha. Đó, rất là phù hợp để cho thời tiết lạnh lạnh trời này. Mọi người có thể là khui một chai Wayo này thưởng thức đồ ăn cùng với bạn bè, hoặc là chúng ta có thể biếu tặng, bởi vì bây giờ với Việt Nam mình đúng không, tầm tháng 10, tháng 11, 12, tháng 1 nó bắt đầu vào những cái tháng ngày lễ rồi đúng không, rất nhiều ngày lễ luôn, nên là mọi người, đây sẽ là một cái recommend cho mọi người để mọi người có thể là tặng quà cho người thân bạn bè mình nhá. Còn bây giờ thì Phương sẽ thử đến món tiếp theo, đó là món cá trích ép trứng, cũng là một món best seller của nhà hàng. Cá trích ép trứng này. Cá trích ép trứng đỏ và cá trích ép trứng vàng. Phương sẽ thử miếng cá trích ép trứng đỏ đi. Nhìn về màu sắc nha. Màu sắc khá là vàng tươi thì có thể nói được rằng là miếng này khá rất là tươi luôn á. Ồ,
có một điểm cộng đó là miếng cá trích ép trứng ở bên nhà hàng Thái rất là dày. Dày hơn so với những cái nơi mà Phương ăn trước đây. Là gì? Gừng đỏ này và wasabi. Sau đó là chấm nước tương. Và thưởng thức thôi. Đâu ra? Để cho mọi người nghe rõ được cái tiếng trứng trứng nó nổ. Cực kỳ ngọt. Cực kỳ ngọt. Đúng là best seller ở nhà hàng. Hợp lý nha. Tôi nghĩ là mọi người qua bên sushi, à Sion Sushi 67 Hoàng Cầu thì mọi người nên gọi món cá chích ép trứng này. Rất là hợp lý đấy. Nêm miếng cá chích ép trứng vàng nha. Cá chích ép trứng vàng thì nó sẽ, cái vị ngọt nó sẽ nhẹ hơn so với miếng cá chích ép trứng đỏ. Phương thích cá chích ép trứng đỏ hơn. Nhưng khi mọi người đến thì mọi người hoàn toàn là có thể gọi cái set này cả đỏ cả vàng và chúng ta sẽ thưởng thức, đúng không? Nó sẽ đa dạng hơn. Nó còn nửa ly guayo nữa, bây giờ thưởng thức nốt nha. Cay khô nhưng mà cực kỳ ngọt luôn mọi người. Phương luôn luôn nói là gì? Nếu như các chị em phụ nữ mà chưa tìm được một món đồ uống nào có thể sử dụng trong những bữa tiệc, nếu như mọi người không thể sử dụng được rượu mạnh, không thể sử dụng được rượu vang, thì sake là một sự lựa chọn hoàn toàn là phù hợp với các chị em phụ nữ. Bởi vì sake cùng với nồng độ đó, chai nồng độ nó sẽ rơi tầm 15 độ. 15 độ đúng không? Với một chai rượu vang mà 15 độ thì Phương đánh giá đó là một chai rượu vang với nồng độ cồn cao. Nhưng mà gì, với sake Phương đã nói rất nhiều rồi, 15 độ, 16 độ, 17 độ, 18 độ thì nó luôn luôn mang lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu. Nó sẽ không bị cái cảm giác bị gắt hay bị nồng như những chai rượu vang mà chúng ta thưởng thức. Nên là gì, sake luôn là một cái sự lựa chọn hàng đầu và an toàn nhất cho tất cả các chị em phụ nữ. Và kể cả là gì, khi mà chúng ta đi bữa tiệc đông người mà chúng ta không muốn gọi như là ra về trong cái trạng thái gọi là bị quá là biêng biêng hay là bị quá là gọi là ngật lắc lư đúng không, thì sake là một sự lựa chọn hợp lý đấy. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến món tiếp theo nhá, đó là món cơm lươn, cũng là một món best seller của bên nhà hàng. Một cơm lươn rất là đầy. Các bạn ấy lót ở dưới một lớp trứng, full lớp trứng luôn. Bình thường là Phương đi á, nó sẽ là một nửa lươn và một nửa là trứng, cực kỳ nhiều trứng nha. Và trứng thì rất là dày, trứng rất là dày, chứ không phải là trứng kiểu sợi nhỏ bông bông. Ok nhá, bây giờ mình sẽ thử. Gạo để làm cơm ở Nhật Bản nó sẽ khác với gạo để làm ra những chai rượu. Gạo để làm ra những chai rượu thì nó hạt nó sẽ to hơn. Và cái phần trăm gọi là cái lượng hạt gạo ấy, phần trăm tinh chất trong cái hạt gạo ấy, nó sẽ ít hơn. Thế nên là khi mà làm rượu ấy, người ta thường hay phải mài sát gạo đi. Còn nếu như mà thì gạo làm cơm ấy, thì là cái hạt gạo nó sẽ nhỏ hơn một chút và nó sẽ thường là có cái độ dẻo hơn. Ok, tôi sẽ thử nhá. Món cơm lươn, thịt lươn mềm và cái độ ngọt nó vừa và phù hợp với Phương. Không biết mọi người còn nhớ cái video trước không, khi mà Phương thưởng thức món cơm lươn á, thì lươn bên đó khi mà Phương ăn á, Phương cũng rất thích, nhưng mà cái độ ngọt nó hơi bị quá so với Phương, so với khẩu vị của Phương. Bởi vì là Phương là một người thích ăn nhạt nên là bên Sio Sushi này các bạn mình ướp lươn, cái gia vị làm lươn này á, thì cái miếng thịt lươn nó khá là vừa miệng với Phương, khá là vừa miệng. Và miếng lươn rất là dày mọi người. Đây, cho mọi người xem nha. Miếng lươn rất là dày luôn. Dày thịt luôn. Con lươn này chất lượng đấy, không như những con lươn khác. Ok. Còn về hạt cơm đi. Hạt cơm bên này thì Phương nghĩ là sẽ phù hợp với cả khẩu vị của người Việt. Bởi vì Phương thấy là người Việt Nam của mình thích ăn cơm kiểu như là nó không bị dẻo quá. Kiểu như là hạt cơm nó vẫn giữ được cái độ tơi ý. Đó, thì bên này Phương thấy hạt cơm ở bên này nó không bị dẻo quá đấy mọi người. Hạt cơm nữa là phù hợp với cả khẩu vị của người Việt Nam mình. Bên đây thì còn có cho thêm cả một cái rong biển này.
thì chúng ta có thể ăn cùng với cả sashimi, hoặc là chúng ta có thể cuộn cùng với cơm, hoặc chúng ta có thể là ăn trực tiếp luôn cũng được. Bình thường nếu như mà ở nhà kiểu buồn buồn miệng quá ấy, thì Phương cũng hay ăn vặt đấy, ăn vặt bằng cái lá này này đó nè. Một miếng luôn nhá. Rơi mất cái lá cải xoăn rồi. Còn cơm lươn ok. Cơm lươn này chấm 9 điểm. 9 điểm cho món cơm lươn. À, hợp lý. Một cái hộp cơm lươn như này á, phải tầm đến chia ra phải tầm đến 2-3 người ăn đấy mọi người. Không một mình ăn không hết đâu. Trong cái set cơm lươn thì các bạn có cả trứng hấp này. Có một hũ trứng hấp. Ăn nhanh không chút nữa nó sợ là nó trứng với mình mà để lâu quá nó sẽ bị sợ bị tanh. Trứng hấp ở trong đây còn có cái gì đây ta? Có rong biển này. Cái gì đây nhở? Bắp cải. Bắp cải mọi người ạ. Khá là ngon. Là được cái mọi người, nhưng mà Phương nghĩ là khi mà ra cái món trứng hấp này ấy, thì mọi người nên ăn luôn. Bởi vì là khi mà trứng nó còn nóng ấy thì nó sẽ vừa miệng hơn. Còn từ nãy đến giờ sắp phải mất tầm 15-20 phút rồi, nên là cái bát trứng hấp này của Phương nó hơi bị nguội một chút rồi. Nhưng mà Phương thích nha. Phương thích cái bát trứng hấp này nó không bị mặn quá, mà nó rất là vừa. Nó vừa khẩu vị của Phương. Phương ăn nhạt. Thêm nữa là gì? Một bát súp miso. Súp miso thì nó là một cái món súp truyền thống của Nhật Bản rồi đúng không? Và Phương cũng review rất là nhiều rồi. Bây giờ để thử xem nha, cái hương vị nó có khác gì với những cái bên kia không, bên khác không nhá. Súp miso bên này như là được nấu bằng nước đậu tương. Phương đoán là như vậy. Thả một chút nữa để hỏi xem là hỏi anh chủ xem có đúng như vậy không nhá. Phương thấy là cái nước đậu tương này và nó có vị hơi chua một chút. Hơi chua chua nhẹ. Không biết đây là đặc trưng của nhà hàng hay là một cái gia vị gì đó. Nhưng bình thường thì Phương thấy cái vị của bát súp miso nó khác với cả những cái bát súp mà Phương đi ăn nha. Recommend mọi người là mọi người nên thưởng thức cái món cơm lươn này đầu tiên đi. Do Phương nói xong rồi là review mấy cái món này trước, nên thành ra những cái món này để lâu nó bị nguội đi á. Nên thành ra khi mà nguội đi thì mình sẽ bị giảm bớt đi cái độ ngon của nó đúng không? Bao giờ cũng thấy đồ ăn khi mà mình ra các bạn làm xong mình ra bà một cái mình ăn thì nó sẽ giữ trọn vẹn được cái hương vị của nó hơn. Còn từ nãy đến giờ là mình bị mất quãng một thời gian quá là lâu rồi, nên là có thể là nó sẽ cảm nhận của Phương nó sẽ không được chuẩn. Để thử động nhá. Ok, bây giờ sẽ là thêm một chén wayo đi. Và sau đó là chúng ta sẽ đến với món hấp dẫn nhất của cái bữa ăn ngày hôm nay, đó là món bò Fuji nướng đá. Và khi mà đến món bò Fuji nướng đá này thì Phương sẽ mời anh quản lý nhà hàng ra trò chuyện cùng với Phương và thưởng thức cha Tokyo Wayo này nhá. Và bây giờ thì kenpai. Em chào anh Quyết. Giới thiệu mọi người, đây là anh Quyết, quản lý của nhà hàng Seo Sushi. Và vì Phương rất vui khi mà trong cái số review ngày hôm nay lại có thể mời anh Quyết dùng bữa với Phương và chia sẻ những cái câu chuyện của anh về nhà hàng Seo Sushi. Anh Quyết này, thế thì anh có thể chia sẻ giúp em là cảm hứng từ đâu mà mình lại có cái tên Seo Sushi được không? Mình cũng tự hỏi sếp là tại sao như thế. Sếp có nói là hồi bé sếp rất thích cái con khỉ Sushi Jojo. Con khỉ Sushi Jojo. Vâng, nó nên là sau này khi mà sếp mở cái hệ thống nhà hàng Seo Sushi ra thì trong lúc sếp đang phân vân là nên lựa chọn một cái thương hiệu nào đấy thì sếp nhớ ra và sếp gọi tắt nó là Seo.
CEO à. Nó là viết gọi tắt từ con khỉ CEO Shishizozo. Thì gọi tắt là CEO à, CEO luôn. Thế thì bên nhà hàng mình đã thành lập được bao nhiêu lâu rồi anh? Nhà hàng mình thì thành lập thì từ năm 2012 cơ. Và khi cơ sở đầu tiên thì ở Trần Đại Nghĩa. Nhưng mà sau này thì cơ sở đấy nó bé, sau những bên nhà muốn phát triển hơn và rộng quy mô. Cho nên là sau đấy đã phát triển đến cơ sở bên này. Và ngoài ra hiện tại thì đang có hai cơ sở. Một cơ sở bên 13 Lê Đại Hành nữa. Dạ vâng. Bên sếp mình là cô chủ. Cô chủ. Và sếp mình thì trước đây là sếp mình cũng đi du lịch ở bên Nhật Bản. Sau đó thì sếp mình về Việt Nam và khi ở đấy thì sếp mình thưởng thức nhiều món ăn của Nhật. Sếp rất ấn tượng với kiểu ẩm thực của Nhật Bản. Và khi về Việt Nam thì sếp mình thấy là Hà Nội mình cũng chưa có quán Nhật nào mà nó kiểu nó... Cái thời điểm đấy sếp mình muốn định hướng nhà hàng và sẽ đến với nhiều đối tượng hơn. Chứ còn trong tiềm thức người Việt Nam mình nghĩ là đồ Nhật luôn luôn là phải tận đáp, phải dành cho người cao cấp vân vân. Nhưng mà sếp mình muốn mang ẩm thực đó đến với nhiều đối tượng trong xã hội hơn. Đấy, cho nên là sếp mình đã mở ra hệ thống siêu sushi và hướng đến rất là nhiều các đối tượng khác nhau, ví dụ như là thời điểm của sinh viên, là dân văn phòng, từ đó đến phát triển đến bây giờ. Ok. Thì cái bò Fuji này thì bên nhà mình cũng mới cho vào menu chạy trong thời gian gần đây thôi. Và cái bò thì nó rất là nhiều dinh dưỡng. Trước đây bên mình thì cũng định chạy theo hình thức là nướng theo kiểu là steak cho khách. Steak. Vâng, thế nhưng mà cái nướng đấy thì nó có cái hạn chế mà mình nhận được phản hồi từ khách hàng, tức là mình sẽ không khống chế được độ chín. Thì mỗi khách hàng sẽ có người thì thích sẽ ăn tái, người thì thích chín kỹ vân vân. Và sau đó thì bên mình đã đưa ra hình thức là nướng đá cho khách. Khi đó khách sẽ tự nướng vào trong trên bàn ăn và mình sẽ khống chế được độ nướng theo cái khẩu vị của từng khách hàng. Thế thì cái này anh có thể hướng dẫn em để em có thể tự nướng được không? Đều, chỉ đều chỉ phải mặt đá. Mặt đá này thì là cái bếp này là cái đá nào dẫn được rất nhanh. Thôi để mình giúp. Ok ạ. Cái này thì như mình nói rồi, nó rất là nhanh thôi, nó đá là cũng nhiệt rất là nhanh thôi. Khi nào mà mình thấy mình muốn ăn tái thì mình chỉ cần thấy cái mặt nó sáng xèo đi là mình có thể lật sang các mặt khác. Nhìn nó xèo thích không? Trong lúc mình đợi thị chín thì sẽ mời anh Quyết một ly Tokyo Wayo. Và mong muốn là được nghe anh Quyết có thể chia sẻ cảm nhận của mình về chai rượu bên em mời anh. Cảm ơn. Cảm giác như là thử rượu thấy phong thái rất là chuyên nghiệp rồi đấy. Anh thấy sao? Nếu mà so với một số rượu mình uống trước đây ấy, tức là xét về vị thì mình thấy nó đậm đà hơn, đậm đà hơn rất là nhiều. Trước đây thì mình cũng uống một số dòng của Nhật nhưng mà nó chỉ nhẹ và êm hơn. Còn rượu này thì nó rất là đậm. Đấy. Mình lúc đầu mình nhìn ở cái logo của nó là hình những bông hoa, mình nghĩ nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Anh đào. Vâng, nhưng thực tế thì nó, nhưng khi uống vào thì thực sự là nó rất là đậm. Mình không biết cái này có phải là do vị rượu không hay là do mình ngâm nóng mà đẩy cái nồng độ của nó lên. Bình thường thì là đúng là do những cái cách do mình khi mà mình dùng ấy, thì khi mà mình hâm nóng lên nó cũng sẽ có đưa ra một cái hương vị khác, và khi mà mình làm lạnh nó sẽ đưa ra một cái hương vị khác. Đấy, nên là trong mỗi cái chai rượu ấy thì họ thường sẽ có những một số những cái lưu ý cho mình. Đó, là mình cái chai này thì sẽ phù hợp với khi mình dùng lạnh hay là mình dùng nóng. Đó, với một số chai thì là cũng sẽ có một số lưu ý. Ví dụ như là khách hàng bên em thì em sẽ lưu ý một số dòng sake là không nên ngâm lạnh quá. Bởi vì nếu mà lạnh sâu thì nó sẽ làm mất hoàn toàn cái hương vị và mình sẽ không thể cảm nhận được cái hương vị gì hết. Đôi khi là nó sẽ chỉ ra mỗi cái vị gạo thôi và mình sẽ không thể cảm nhận được cái hương vị hoa quả của nó. Đó. Em thấy ở dưới cửa hàng của mình ý, thì là cũng có những cái menu về cái đồ uống Nhật ấy. Vâng, thì là không biết là cái đồ uống Nhật đấy thì là do bên chị chủ lấy cảm hứng hay là như thế nào? Mình có tìm hiểu thị trường bên mình hay sao? Thực ra thì khi bên mình làm cái menu rượu đấy thì có một số rượu thì là từ trước đây rồi, là khi chị chủ mình đã uống ở một số nơi. Vâng. Sau này thì có một số dòng là về sòng Junmai. Dạ. Là do mình cũng đã được
một số nhà cung cấp người ta mời và dùng thử. Và mình rất thích cái rượu đấy, thứ nhất là về kể cả từ khâu đóng bao bì ra đóng hộp rất là nhìn rất là lịch sự. Đấy. Và thứ hai nữa là về cái chất lượng của nó bên trong. Mình uống mình cảm thấy rất là phù hợp và đấy cũng rất là ngon. Thế là mình nhập về bán. Dạ vâng. Bật mí với anh Tuyết đấy là bên em cũng là một đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối chính hãng một độc quyền cái dòng sake Nhật luôn. Nên là mong là trong thời gian tới thì anh em mình có thể là sẽ có cái cơ hội hợp tác với nhau. Chắc là chúng ta sẽ cùng nâng một ly nữa nhỉ? Để gọi là chúc mừng cho cái sự hợp tác sắp tới nếu như chúng ta có cơ hội và có duyên. Thì bò như này thì tầm bao lâu nó sẽ gọi là ngon nhất hả anh? Khi mình nướng cái nướng này thì cái bò Fuji này thì mình không nên để nướng chín kỹ quá. Mình chỉ cần nướng chín tới thôi, tức là để độ một độ thái nhất định. Đấy, chứ còn nếu chín quá bò nó sẽ rất là dai. Nó sẽ gọi là mình ăn ở trạng thái đúng không anh? Thì... Medium. Thì cần nó chỉ cần chín và hơi xém thôi là mặt là mình dùng được luôn. Nhìn hấp dẫn không ạ? Bơ cực kỳ thơm. Mùa Tây Sài Sàn lạnh rồi không anh? Đang bắt đầu chuyển mùa rồi. Mùa chi? Cái gì nhỉ? Arigato yaimasu. Anh quyết định thế thì bình thường anh lượng khách đến nhà hàng của mình thì là khách là người Nhật nhiều hơn hay là người Việt mình? Khách hàng bên mình thì đối tượng chính là người Việt. Thì người Việt vẫn biết rộng rãi hơn. Và nó phù hợp, nó cái như mình nói, đối tượng mình nó rộng, sếp mình có định hướng là đến rộng rãi tất cả các thương trong xã hội, cho nên là mong muốn là rất là nhiều khách hàng Việt Nam mình đến với nhà hàng, biết nhà hàng nhiều hơn. Thế không biết là trong năm 2023 tới thì bên mình có dự định mở thêm cơ sở không anh? Dạ vâng, cái đấy thì chắc chắn rồi. Nên mình khi nào mới mở nhà hàng thì mình sẽ thông báo lên trên fanpage để cho khách hàng nắm được. Ok rồi, cảm ơn anh Quyết rất là nhiều đã tham gia cùng với em trong cái số review ngày hôm nay. Chắc là bây giờ mình sẽ cùng nâng một chén đi và chúc anh Quyết và nhà hàng sẽ có thêm nhiều khởi đầu mới thật là thành công hơn, cho anh Quyết thật là nhiều sức khỏe. Bye bye. Rất cảm ơn em đã đến chia sẻ và ủng hộ nhà hàng nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ Phương sẽ thử thịt bò. Ở đây thì sẽ có hai loại sốt chấm, nấm, sốt chấm nấm, sốt nấm. Phương sẽ thử sốt nấm trước nhé. Thịt bò mềm, ngọt. Bò ngon mọi người ơi. Không nên để bò chín quá lâu. Bây giờ sẽ cho lượt thịt bò mới lên. Sẽ thử cái sốt thứ hai nhá. Không thích sốt thứ hai hơn. Nóng quá. Nóng. Phương thích sốt thứ hai hơn, sốt thứ hai nó khá là đậm. Đậm mà cảm giác nó vừa miếng thịt ấy. Còn sốt nấm này thì béo ngậy. Béo nó ngậy hơn một chút. Rất là ngon. Ok, vậy là Phương đã thưởng thức xong cái món ăn tại nhà hàng Siêu Sushi ngày hôm nay. Để mà đánh giá tổng quan nhá, thì về món ăn đi. Điểm trung bình của Phương cho các bạn bên này được tầm 9 điểm nhá. Thứ hai nữa là về điểm không gian thì không gian được tầm 8 điểm. Còn thứ ba nữa là về thái độ phục vụ thì 10/10. Nếu như có trang thang điểm trên được 10 thì Phương sẽ cho đấy. Nhưng mà 10/10, các bạn ở bên đây support rất là nhiệt tình. Đặc biệt là hôm nay còn được ngồi nói chuyện với cả anh quản lý nhà hàng nữa.
rất là ok, rất là recommend mọi người đến với nhà hàng Seo Sushi để có thể thưởng thức những cái món ăn Nhật Bản với giá cả rất là phải chăng và phù hợp. Một chút nữa thì mình sẽ xuống tỉnh Bill nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video review ngày hôm nay. Đừng quên like, subscribe kênh YouTube Kho Rượu để đón xem và theo dõi những video mới nhất từ Quỳnh Phương và Kho Rượu nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Sayonara, mata ne.